Giá chuối tăng gấp 6 lần từ 2.000 đồng một kg lên 12.000 đồng một kg tại vùng trọng điểm trồng chuối Đồng Nai. Đang vào vụ thu hoạch chuối lại được giá cao nên những cơ sở thu mua cũng tranh thủ nhận đơn hàng xuất khẩu. Chuối của Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy vậy, 154.000 hectare chuối trong cả nước vẫn cần chuẩn hóa quy trình canh tác đồng nhất theo yêu cầu kiểm dịch thực vật từ nhà nhập khẩu.